Tấn Khoa và Diễm Loan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công dân Công đoàn, số phát sóng đầu xuân mới mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão, tức 31 tháng 1 năm 2023. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Quý khán giả thân mến, sau những ngày Tết, chúng ta bắt đầu trở lại với công việc. Tấn Khoa và Diễm Loan kính chúc quý vị và các anh chị đoàn viên công đoàn người lao động có sự khởi đầu mới thuận lợi và nhiều may mắn. Như thường lệ, chương trình sẽ bắt đầu với chuyên mục Theo dòng sự kiện. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chiều ngày 23 tháng 1 nhằm mùng 2 Tết, Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức họp mặt công nhân không có điều kiện về quê đón Tết tại khu nhà trọ của bà Phạm Thị Thu Trang ở khu phố 6, phường 14, quận Gò Vấp. Khu trọ có hơn 50 phòng, trong đó có 21 gia đình khó khăn không có điều kiện về quê, ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đón Tết. Cùng thưởng thức bữa cơm tân niên ấm cúng với 59 thành viên các gia đình công nhân, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh gửi lời chúc Tết đến các gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong công việc và những dự định kế hoạch trong năm mới. Đến với chương trình thì chúng tôi cũng có tặng mỗi hộ gia đình một phần quà. Thành phố thì có những cái bao lì xì cho các em nhỏ. Chúng tôi cũng có một phần quà động viên, cảm ơn, tri ân chủ nhà trọ qua một cái năm khó khăn. Họ đã giữ nguyên giá và giảm giá phòng, tạo điều kiện cho người công nhân tiếp tục ở lại lao động và làm việc ở cái khu nhà của mình. Năm nay cũng hoàn cảnh khó khăn, mấy mùa dịch qua làm ăn không được, cho nên là hai vợ chồng con cái ở lại đây ăn Tết. Được cái chương trình này là hỗ trợ như vậy là chúng tôi rất là vui mừng, phấn khởi. Mình ở đây mình sum họp như gì là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui. Thưa quý vị, Công đoàn ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội Tết ngành y Xuân Quý Mão năm 2023 tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào sáng ngày 12 tháng 1. Hội Tết tạo nên không khí vui tươi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, chia sẻ giữa các đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua trong năm 2023. Ngày hội thu hút hơn 300 cán bộ, y bác sĩ, công nhân viên chức lao động ở các bệnh viện thuộc thành phố. Riêng hội thi văn nghệ Mừng Đảng, Mừng Xuân thu hút 28 đội văn nghệ của các bệnh viện, trung tâm y tế thành phố tham gia trình diễn nhiều tiết mục, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Mừng Xuân quê hương, Mừng đất nước đổi mới. Tham gia hội Tết có 32 gian hàng ẩm thực, Xuân gắn kết, Tết sẻ chia. Tại các gian hàng, đoàn viên người lao động, bệnh nhi và thân nhân được thưởng thức các món ăn truyền thống dân tộc, thực phẩm Tết. Số tiền thu được hơn 62 triệu đồng từ các gian hàng được sử dụng để tiếp tục chăm lo cho nhân viên y tế trong ngành. Trong hội Tết, công đoàn ngành tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực hiến máu với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngay trong hội Tết đã có 125 người tham gia với 179 đơn vị máu. Dịp này, công đoàn ngành chăm lo cho 272 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị bệnh nan y, đón những ngày Tết đầm ấm, hạnh phúc, với tổng số tiền và quà trị giá hơn 190 triệu đồng. Đồng thời, Đảng ủy Sở Y tế phát động trong toàn ngành hội thi viết bài và thực hiện video clip gương sáng ngành y tế thành phố mang tên Bác trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, nhằm chăm lo cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, có mùa xuân vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, Công đoàn ngành dệt may thành phố tổ chức chương trình Tết sum vầy Xuân Tri Ân năm 2023 vào sáng ngày 15 tháng 1 vừa qua. Tại chương trình, Công đoàn ngành dệt may thành phố trao tặng 300 phần quà cho 300 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, và trao tặng 400 phần quà gồm bánh tét, nước ngọt và sữa. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 100 phần quà cho 100 gia đình công nhân lao động, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 300.000 đồng quà và 700.000 đồng tiền mặt. Bánh kẹo thì em sẽ chắc em gửi về cho ông bà, và phần nữa cho các con để sử dụng ở đây. Còn tiền thì em sẽ sử dụng phần nữa, sắm đồ cho con. Xin thay mặt anh chị em ngành dệt may, em cảm ơn công đoàn thành phố rất nhiều đã chăm lo cho đời sống của công nhân của em. Dịp này, Công đoàn ngành dệt may tổng kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2022, khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. Chiều ngày 15 tháng 1 vừa qua, tại Cung văn hóa lao động thành phố, Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố tổ chức chương trình Tết sum vầy Xuân Tri Ân năm 2023, chăm lo cho 250 hộ gia đình là đoàn viên công đoàn người lao động tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết.
Chương trình góp phần giúp cho các anh chị công nhân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc. Hôm nay chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Tri Ân, chúng tôi tổ chức cho 250 hộ gia đình đến nhân quá để dự cái một buổi tiệc. Một sức hộ chăm lo chúng tôi là 1 triệu đồng. Hộ gia đình tham gia là một chuỗi hoạt động, tầm cỡ là chụp hình lưu niệm cho hộ gia đình để tặng kỷ niệm các trẻ. Con của công nhân cũng tham gia các hoạt động của thiếu nhi. Hoàn cảnh của em được ban chấp hành công đoàn cơ sở duyệt là do hoàn cảnh có khó khăn. Em là thu nhập chính. Gia đình có em hai, có hai đứa con. Hiện tại đang ở trọ ở phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Chi phí sinh hoạt thì tiền nhà trọ chưa tính điện nước là 1 triệu 6. Thì mỗi tháng thì cũng trang trải đủ cho gia đình của em, chứ không có đủ dư. Khi em mà nhận được phần quà này em cũng cảm động, cho em được có động lực cố gắng phấn đấu. Cảm nhận được là sự quan tâm của ban chấp hành công đoàn các cấp. Bản thân tôi thì làm công nhân, mức lương thu nhập cũng nói chung là tạm ổn thôi. Còn chồng thì chỉ đi làm nghề tự do, cho nên qua cái đợt dịch này đã gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà nhận được cái phần quà như này là rất là ấm lòng với gia đình tôi. Tôi cũng rất là cảm ơn công đoàn thành phố đã dành sự quan tâm cho những hoàn cảnh khó khăn như gia đình tôi. Tham gia chương trình, các anh chị công nhân được nhận nhiều phần quà xuân may mắn như tivi, nồi chiên không dầu, bình giữ nhiệt, áo mưa qua hình thức rút thăm. Từ bàn tay khéo léo của người lao động, từ rác thải công nghiệp đã tạo nên những sản phẩm trang trí ngày xuân thật đẹp, đón xuân mới xanh tươi, thiết thực và thân thiện môi trường. Đó là ý nghĩa của hội thi thiết kế các sản phẩm tái chế trang trí chậu hoa từ rác thải công nghiệp năm 2023 do Liên đoàn Lao động quận 6 tổ chức vào chiều 16 tháng 1 vừa qua. Hội thi thu hút gần 45 đội tham gia với 64 tác phẩm. Các sản phẩm dự thi gồm chậu hoa mai, hoa đào, hoa hướng dương, hoa sen, hoa hồng, từ các rác thải công nghiệp như chai nhựa, dĩa giấy, bao ni lông, miếng xốp, giấy cạc tông, rực rỡ sắc màu đón chào năm mới. Mình thấy ý nghĩa của cuộc thi này cũng rất là hay, tại vì mình có thể sử dụng những cái sản phẩm mà tưởng chừng như là mình sẽ bỏ đi hoặc là bán ve chai, thì có thể tạo được những sản phẩm rất là đẹp, không chỉ như là trường tạo nên từ những bình hoa bằng bình nước suối, còn có những trường bạn, ví dụ như là bao ni lông cũng tạo nên những bông hoa rất là đẹp. Có những trường rất là sáng tạo, mình thấy là hội thi này rất là hay. Hội thi là một hoạt động của công đoàn quận 6 trong dịp năm mới, chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Bên cạnh đó, cũng kêu gọi mọi người hãy tận dụng rác thải công nghiệp để tạo nên những sản phẩm trang trí ngày xuân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố xanh, thân thiện với môi trường. Mình cũng đã phát động các cơ sở là trong cái đợt tổng vệ sinh nhà sạch phố đẹp, rồi đơn vị trường học, rồi các đơn vị là xanh sạch đẹp á, thì mình có cái tổ chức cái chương trình là thiết kế chậu hoa tái chế để chào mừng mừng Đảng, mừng xuân và tiến tới chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Thì cũng mong muốn rằng là có những cái sáng tạo của các đơn vị từ những cái rác thải công nghiệp, từ đó trang trí được cái đơn vị đẹp. Phải nói rằng là các đơn vị năm nay đầu tư và sáng tạo rất là đẹp và bắt mắt. Từ 64 tác phẩm tham dự, ban giám khảo đã chọn ra 3 giải nhất, 6 giải nhì và 7 giải ba, 15 giải khuyến khích để trao giải. Vừa qua, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Quận đoàn Tân Bình, Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận Tân Bình tổ chức Liên hoan văn nghệ tuyên truyền quận Tân Bình năm 2023. Các tiết mục dự thi đa dạng về màu sắc, thể loại được chuẩn bị chu đáo, mang tính nghệ thuật cao nhằm chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2023. Mừng xuân mới, xuân Quý Mão 2023, kỷ niệm 55 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968. Đây là một cái hội thi liên hoan văn nghệ tuyên truyền lưu động, cũng là một trong những nội dung hàng năm mà Liên đoàn Lao động quận phối hợp với Trung tâm Văn hóa và các đơn vị ban ngành đoàn thể để tuyên truyền các hoạt động cũng như các nội dung đặc biệt trong các ngày lễ lớn của đất nước. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong quần chúng nhân dân, qua đó tạo điều kiện cho các câu lạc bộ, đội nhóm trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác xây dựng và duy trì hoạt động văn hóa văn nghệ tuyên truyền tại địa phương. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2023,
sáng 6 tháng 1 vừa qua, tại địa đạo Phú Thọ Hòa, Liên đoàn Lao động quận Tân Phú tổ chức tuyên dương gương sáng đảng viên năm 2023. Liên đoàn Lao động quận Tân Phú tuyên dương trao giấy khen và biểu trưng cho 66 gương sáng đảng viên là công chức, viên chức, công nhân lao động trẻ tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, được đồng nghiệp tín nhiệm, gương mẫu, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động, đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Liên đoàn Lao động quận Tân Phú đã tổ chức duy trì tuyên dương gương sáng đảng viên 3 năm nay với mục đích là chỉ tuyên dương những đảng viên mới được kết nạp từ 1 tới 3 tuổi đảng. Như vậy thì mình sẽ khích lệ được những cái đảng viên mới sẽ cố gắng phấn đấu nỗ lực hơn nữa. Khi đã được đứng vào hàng ngũ của đảng thì cần phải là tiên phong hơn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngày hôm nay thì được Liên đoàn Lao động quận Tân Phú tuyên dương gương sáng đảng viên thì em cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Đây là một cái sự ghi nhận cho những cái cố gắng cũng như là phấn đấu của em, mà cũng sẽ là một cái nguồn để tiếp thêm cái động lực cho em để trong những năm sau tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cũng như là có thể là sẽ được ghi nhận và được tuyên dương khen thưởng những lần tiếp theo. Tôi cảm thấy rất là vui và rất vinh dự khi mình được đứng vào hàng ngũ của đảng và được đặc biệt hơn là được tuyên dương gương sáng đảng viên năm 2022 của quận Tân Phú, thì trong tôi cảm xúc rất là vui sướng và rất là cảm thấy rất là hạnh phúc. Ở bên cạnh đó thì khi được tuyên dương là gương sáng đảng viên, tôi cảm thấy được là cái trách nhiệm của mình càng phải là không ngừng rèn luyện phấn đấu để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng 17 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 13, khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự có đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chủ trì hội nghị là tập thể Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Phùng Thái Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố. 43 trên 44 đại biểu có mặt đã thống nhất bầu đồng chí Phùng Thái Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố với tỷ lệ 97,7%. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phùng Thái Quang bày tỏ đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm của bản thân, đồng thời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu rèn luyện, gương mẫu tận tụy với công việc. Bên cạnh đó, lắng nghe tiếp thu học tập các đồng chí tiền nhiệm để cùng tập thể đoàn kết sáng tạo, đưa phong trào công đoàn viên chức lao động và hoạt động của công đoàn thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vừa qua, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. 199 đại biểu đại diện hơn 4.229 đoàn viên từ 21 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Sawako tham dự đại hội. Đại hội đã tổng kết đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2015-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế. Trong nhiệm kỳ 2015-2023, hoạt động công đoàn tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho lợi ích đoàn viên, người lao động, động viên mạnh mẽ, sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của đội ngũ đoàn viên, người lao động để góp phần xây dựng và phát triển Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Đại hội bầu 15 đại biểu vào Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty khóa 4, nhiệm kỳ 2023-2028. Và được sự tín nhiệm của đại hội, đồng chí Vũ Phương Thảo tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình truyền hình Công dân Công đoàn phát sóng vào lúc 7:40 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9.